Tâm điểm dịch của thế giới đến thời điểm này vẫn là Ấn Độ. Số ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua ghi nhận ở nước này là hơn 320.000 ca. Đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp mà số ca nhiễm mới ở trên mức là 300.000 ca một ngày. Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang hỗ trợ giải quyết tình trạng gia tăng số ca mắc mới COVID-19 đang khiến cho các bệnh viện quá tải. Trong lúc này, Cộng sản trên thế giới vẫn tiếp tục hỗ trợ Ấn Độ cả về nhân lực, vật lực để ủng hộ chống dịch. Chế biến, chế tạo, tăng trưởng xuất khẩu, đầu tư gia tăng